Xin chào anh em, mình là Gầy. Và nếu bây giờ mình nói cho anh em biết rằng là trên thị trường có một sản phẩm chỉ sở hữu một con chip tầm trung 660 nhưng mà lại có cái giá cũng khá liên quan đến cái cấu hình là đến 16 triệu thì anh em nghĩ sao? Liệu đây có phải là một chiến lược hoang tưởng không bờ bến, hay là một sự sàm nó phải gọi là đẳng cấp level max, hay còn một lý do gì khác để khiến một chiếc điện thoại có cấu hình nó chỉ tầm trung mà lại có giá cao như vậy? Thì mời anh em hãy cùng xem video này. Sản phẩm của chúng ta có tên là BlackBerry Key 2 à? Cái khó, Việt Nam mình hay đọc kiểu tiếng Anh, tiếng Việt lẫn lộn. Nhưng mà thôi, bây giờ mình sẽ đọc là BlackBerry Key 2 cho nó giao lưu văn hóa Anh Việt. Thì đại khái là cái chiếc điện thoại này thì ngay từ lúc đầu mình cầm vào mình thì mình rất là khó hiểu. Bởi vì các bạn biết rằng là thứ nhất nhá, thiết kế của chiếc điện thoại này ngay từ cái nhìn đầu tiên vào các bạn có thấy rằng nó sẽ không hợp thời. Mình nói vì sao không hợp thời? Bởi vì hiện tại điện thoại nó không chỉ là một thiết bị để làm việc và liên lạc mà nó còn là một thiết bị để giải trí. Và đặc biệt là những cái tựa game hiện nay như là Liên Quân hay là PUBG thì các bạn thử tưởng tượng xem với một cái màn hình lồi như thế này, các bạn cầm tay các bạn bấm chơi game, các bạn có thấy vướng nguyên cả một cụm màn hình này không? Đấy là cái mà mình đang hơi thắc mắc. Nếu mà thực ra thì mình nghĩ rằng là một cái thiết kế ví dụ như là trước đây chiếc Grip của BlackBerry đã có một thiết kế mình nghĩ là khá là ổn, bởi vì các bạn hoàn toàn có thể tụt ra tụt vào bàn phím phù hợp với cái nhu cầu chơi game hay làm việc của mình. Thế nhưng bây giờ chúng ta sẽ bị cắt đi cái option đó và chỉ có cái bàn phím cứng ở ngoài như này mà thôi, thì nó sẽ không phù hợp với phần đông khách hàng sử dụng. Cái điều thứ hai đó là thực tế chiếc điện thoại này có mức giá lên đến 16 triệu nhưng mà mình nghĩ rằng là cái hoàn thiện của máy chưa thực sự đạt đến một cái đẳng cấp của một chiếc điện thoại lên đến 16 triệu. Anh em nghĩ xem, một mặt lưng làm bằng nhựa, khung là bằng kim loại aluminum nhôm 7000 series cũng khá là lâu rồi, không mới lắm. Mặt kính thì là Gorilla Glass 3. Gorilla Glass 3 là rất là lâu rồi nhá, phải khoảng độ hình như là 3-4 năm trước, đúng không? Sử dụng bằng những cái nguyên vật liệu nó cũng không có gì là mới. Thiết kế cũng thực sự là cũng chưa có thực sự là đột phá. Nó vẫn là một cái form mẫu của BlackBerry quen thuộc từ xưa đến nay với màn hình và bàn phím. Vậy thì đến lúc này thì mình nghĩ là anh em cứ bình tĩnh, đừng tắt màn hình vội, vì thực tế là nó còn nhiều vấn đề khác nữa. Chứ như thế này mà bây giờ bảo bán 16 triệu chắc là mình cũng thụi cái. Thực tế là BlackBerry họ không tập trung quá nhiều vào đến cái phần bên ngoài của máy, mà họ tập trung nhiều hơn vào phần mềm. Đó chính là cái mà BlackBerry đổ tiền ra để đầu tư vào và khiến cho chiếc máy của họ độn giá lên mà có mức giá đắt đến như vậy. Vào đến phần mềm thì mình cũng đã có chấm qua điểm hiệu năng cho anh em xem rồi. Với bài test AnTuTu Benchmark thì máy đạt được khoảng gần 130.000 điểm, và trong đó thì điểm đồ họa GPU 3D là khoảng độ 21.000 điểm. À, một số hãng khác nếu mà có ví dụ như là tối ưu những cái phần mềm Boost Gaming thì có thể là cao hơn một chút, nhưng mà đây cũng là một cái điểm số nó cũng ổn. Các bạn hoàn toàn có thể chơi mọi game và cũng như là dùng rất là mượt mà, không có vấn đề gì hết. Điểm số 3D Max của máy cũng đạt được tương đối cao, với lần lượt là khoảng độ gần 1.000 và khoảng gần 800 đối với bài OpenGL và cũng như là Vulkan. Cái cấu hình này thì mình test thì cũng khá là mát. Trong môi trường điều hòa khoảng độ 25-26 độ trong phòng bọn mình làm việc như thế này, đèn đóm tứ tung, thì mình có test nhiệt độ thì cái nhiệt độ nóng nhất mà mình chụp được là 39 độ ở mặt sau gần camera. Lúc đấy là mình đã benchmark khoảng độ tầm phải 20 phút rồi. Nhưng mà các bạn nên lưu ý rằng là có một vấn đề như này, là nhiệt độ mình để máy đó và test vậy thôi. Và đặc biệt là khi mà các bạn nếu cầm để chơi game thì các bạn phải biết rằng là tay của chúng ta cầm vào thì nó cũng sẽ tụ nhiệt hơn, cho nên khi bao giờ cầm lâu chơi game cũng sẽ nóng hơn cái việc mà chúng ta để đó và chạy benchmark. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần quan tâm ở đây lại là phần mềm. Mình nói lại là phần mềm chứ không phải là ở những cái khía cạnh khác. BlackBerry thì sở hữu khá nhiều là những cái phím tắt hay, bởi vì rõ ràng khi mà họ có bàn phím ở dưới thì chúng ta sẽ có khá nhiều thứ để nghịch ngợm với bàn phím này. Trước hết là nó sẽ là một cái touchpad để anh em có thể di lên di xuống, nó sẽ chạy lên chạy xuống mỗi lần anh em di trái di phải để chuyển tab giữa kiểu apps này, widgets này, rồi thì shortcuts. Đấy, anh em có thể di qua di lại để chuyển, vuốt lên vuốt xuống để chuyển lên chuột xuống, xem web các thứ cũng khá là tiện. Và ngoài ra thì anh em có thể ở trong phần setting, ở cái phần gán phím tắt thì chúng ta cũng có thể gán những cái phím tắt, ví dụ như là mình giữ A thì sẽ mở ra danh bạ này, mình giữ B thì sẽ mở ra Chrome này. Và anh em có thể gán rất là nhanh bằng cách ví dụ mình giữ phím U chẳng hạn, khi mà cái phím này chưa được gán bất kỳ một cái shortcut đến cái app nào, nó sẽ hiện ra một cái bảng gợi ý là bạn muốn gán những cái shortcut nào cho cái phím này. Và ngoài ra thì BlackBerry cũng tích hợp thêm một cái hub ở bên phải rất là hay. Vuốt từ bên phải sang, các bạn sẽ có một cái hub
hiển thị rất là nhiều app trực quan để mà chúng ta cần, ví dụ như là ngày tháng này, rồi thì tin nhắn này, rồi thì là những cái text. Tất cả những cái gì mà BlackBerry hỗ trợ thì đều liên quan đến vấn đề công việc và bảo mật. Chúng ta được trang bị rất là nhiều những cái app riêng BlackBerry, ví dụ như là app Note này, app Text hay là Keyboard Shortcut, rồi thì kiểm tra pin này, rồi thì kiểm tra data sử dụng này, rất rất là nhiều. Và ngoài ra các bạn cũng đừng quên là BlackBerry cũng có rất là nhiều những cái công cụ riêng, những cái app riêng của mình, ví dụ như là BBM này, rồi thì Hub này, tổng hợp tất cả những cái thông tin, ví dụ như là tin nhắn, rồi thì nó Facebook, rồi thì kể cả mail vào đây. Cái Hub này rất là tiện. Và rồi thì chúng ta cũng sẽ có những cái app locker, các bạn có thể khóa bất kỳ những cái file gì mà các bạn muốn vào trong cái app này, và phải có dấu vân tay hoặc là mật khẩu mới mở được. Tóm lại tất cả những cái gì mà Key 2 tập trung vào, nó nằm ở phần phần mềm. Mỗi lần mình nói từ Key 2 mình thấy buồn cười. BlackBerry họ bỏ rất là nhiều tiền ra để nghiên cứu những cái giải pháp bảo mật nhằm đem lại cho những cái đối tượng người dùng, doanh nghiệp và cần quan trọng cái nội dung bảo mật về email, tin nhắn, lịch sử cuộc gọi các thứ vân vân. Và đó là cái phân khúc tập trung mà BlackBerry họ nhắm tới. Cái giá mà các bạn bỏ ra để mua chiếc điện thoại này cũng chính là cái giá mà các bạn trả để họ cung cấp những cái nền tảng bảo mật phần mềm hỗ trợ cho công việc làm việc của các bạn. Còn thực sự nếu các bạn quan tâm đến một chiếc điện thoại mà để giải trí tốt này, rồi thì nếu mà để chụp ảnh thứ nhất tốt, thì mình nghĩ rằng đây không phải là một thiết bị phù hợp với các bạn. BlackBerry thì sở hữu cụm camera kép đằng sau, thì nói chung thông số cũng khá là ổn, 12 megapixel cho cả hai camera. Một camera chính sẽ có khoảng độ là f1.8 và camera phụ sẽ có khoảng độ là f2.6. Cụm camera này thì mình thấy rằng là nó cho chất lượng là ổn, giá phone thì khá là ngon, nói chung là không bị lẹ mấy. Tuy nhiên là camera tự sướng thì hơi ý ẻ một tí. Mình chụp điều kiện trong phòng thì mình cảm thấy HDR nó tệ hơn khá nhiều so với mình tưởng tượng. Nhưng mà nói chung là những cái này là không phải là cái mà BlackBerry tập trung vào, mà họ tập trung vào như mình đã nói, đó là ở phần mềm và phục vụ cho môi trường làm việc. Vậy thì chốt lại, đây có phải là một sản phẩm mà ảo tưởng hóa ở trong mức giá 16 triệu hay không? Thì thực ra câu trả lời nằm ở các bạn. Nếu các bạn là một người quan tâm đến những cái tính năng giải trí, thì hiển nhiên đối với các bạn mức giá 16 triệu là một mức giá không tưởng. Nhưng nếu các bạn là một người mà quan tâm đến cái nội dung bảo mật của mình, các bạn làm việc, các bạn muốn tất cả những cái công việc, lịch trình của mình, email các thứ, khách hàng, đối tác, rồi thì nội dung này nọ lọ chai cần phải được bảo mật, thì mình nghĩ với cái giá này các bạn bỏ ra để đảm bảo cho cái sự chắc chắn, thì mình nghĩ không có gì là quá đáng cả. Nó phụ thuộc ở chính các bạn mà thôi. Hy vọng là mình đã đem tới cho nhiều anh em doanh nhân doanh nghiệp ở đây có một sự lựa chọn tốt hơn nếu như anh em cần một cái sản phẩm nó phục vụ cho mục đích làm việc. Video đây là hết rồi, hy vọng nó hữu ích. Nếu anh em cảm thấy video hay, hãy bấm like cũng như là bấm chuông để chờ đón các video tiếp theo đến từ Hữu Dạo. Sản phẩm này thì đang được bán tại Hoàng Hà Mobile với mức giá chính hãng và hiện có cả phiếu giảm giá, còn lại khoảng độ gần 16 triệu mà thôi, khá là ngon. Anh em có thể tham khảo nhé. Video đây là hết rồi, xin chào các bạn trong các số video sau. Bye bye. Đi rồi. Cái điều thứ hai mà